Chào thưa kính cảm ơn con khi được tín hiệu con thành kính đảnh lễ và thanh tâm vừa quan tâm giao đề. Dạ bạch sư có nghe được không? Không bạch sư, hôm nay sư có thể cầm mic được không bạch sư? Dạ cảm ơn, xin vô thường cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ sư đang bận. Dạ không sao bạch sư. Dạ năm một bích hai giá. Dạ mời thường tâm pháp nữa. Tâm pháp ơi chuẩn bị đi nha, vô thường lên đọc trong mà tới tâm pháp nghe, tâm pháp chuẩn bị nghe tâm pháp. Dạ mời vô thường ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ mà thích vô thường có cầm mic được không, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nam mô Bích Thai giá. Dạ thôi trong khi chờ đợi hay cho Nhật Quỳnh trả bài trước. Rồi nhà mời mời thích vô thường nghe. Dạ Nam mô Bích Thai giá. Còn cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ vô thượng con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh thì đại đức đệ nhẫn cùng quý sister trong đạo tràng. Tại cái máy không có cái dấu đưa tay cho nên mà để vô một cái là cũng như vô tình rớt cái mic nói chuyện cho nên em không có giơ tay được hết. Dạ con xin trả bài. Và bộ bị bà sĩ tha rằng đã qua bà bằng na ba chát tí dạ dịch dạ đã ba chát tí bà bằng a tha bà bộ bà bà ni bà sá tí bộ bị bà sá tí tha rằng dạ qua bằng na ba chát tí ya da cha ban cha ti pa bằng atha pa po pa pa ni ban sati pa po pi pa sati tha rằng ya wa pa bằng na pa cha ti ya da ban cha ti bằng atha pa po pa pa ni pa sati. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Hòa Thanh Châu, người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau, quả hại. Rồi đời kẻ ngu, Hòa Thượng Giới Đức. Bồ bi bát sa ti tha răng cha qua ba băng na bát cha ti ya đa cha bát cha ti ba băng a tha ba bồ ba ba ni băng sa ti ba bồ bi bát sa ti tha răng ya qua pa băng na bát cha ti ya đa cha băng cha ti pa băng a tha pa po pa pa ni bát sa ti ba bồ bi ban sa ti tha răng ya qua ba băng na bát cha ti ya đa cha bát cha ti ba băng a tha ba bồ ba ba ni bát sa ti. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp, người ác mới thấy ác. Anh Châu, người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng ăn vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau, quả lại, rồi đời kẻ ngu,
và thượng giới đức. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con trả bài xong, dạ con dùng mít cho anh chị em ở đạo hữu kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Vô Thượng. Nam mô Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thích Tràng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Tâm pháp ơi, chuẩn bị xong chưa? Tâm pháp chuẩn bị xong chưa? Cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Thì xong rồi đọc VM của Nhật Bình luôn nha. Thôi thì bây giờ Nhật Bình trả bài trước cho tâm pháp. Thằng ca cảm ơn rồi, đọc với em Nhật Bình luôn nha. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh 119. 3 Bồ Vi Ba Sa Ti Phát Rằng Dạ Vá Bà Bằng Bà Chất Thi Gia Đà Cha Bát Chất Thi Bà Bằng A Thập Bà Bồ Bà Đi Bát Sa Ti. Bà bồ bi ba sa ti phát rằng già quá bà bằng na bát chất ti gia đà cha bát chất ti bà bằng a thất bà bồ bà ni bát chất ti. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Và dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Thích Vô Thượng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bà bô bi ba sa ti pha răng dạ qua ba băng na ba cha ti dạ đa cha ba cha ti ba băng a tha ba bô bà ba ni ba sa ti. Bà bô bi ba sa ti pha răng dạ qua ba băng na ba cha ti dạ đa ba ba cha ti ba băng a tha ba bô bà ba ni ba sa tiền. Người kia đã nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau họa hại rồi đời kẻ ngu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Rồi mời tâm pháp nghe. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Tham Ma Gia. Nam con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo. Con thành kính đảnh lễ thượng tịnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ nhẫn. Dạo này lâu quá con lên con tâm. Con ngài xin đạo tràng xin phép đọc cược Phật ngôn 119. Ba bô bí ba sa tí pha răng và ba bà cha tí gia đà cha ba cha tí bà bằng a tha bà bồ ba bà ni ba sa tí. Bà bồ bí bá sa ti bá rằng già quá bà bằng na bá chát ti gia đà cha bá chát ti bà bằng a tha bà bồ bà ni bá ti.
người ác thấy là hiền. Khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau hòa hại, rồi đỡ ngu. Dạ, Xích Nhật Quỳnh đây. Thành Pháp Sư hả Xích? Xích cho Thành Pháp tín hiệu với Xích. Hơn năm, gần hai năm, còn lâu quá rồi còn không có đọc bài này. Dạ, con hôm nay con xin phép được Thành Pháp Sư, nếu con có sơ sức điều gì thì con xin đạo tràng anh em tình tha thứ cho con, lâu quá con không đọc. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Chư Tăng. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa. Rama Chalokapati Sahambati Katanh Chali Anthik Quarang Aha Sanita Satta Parachak Khayang Desi Tutamang Anukam Bimang Bang Satama Pereng Guinaya Chánh ca văn suốt tánh cha bản thân a bi tham mà chậm mặn a cô ta danh tu cha tu sắc cha đàn đăng và bố tha này di parisa và mạnh chê e quan sam pa ti ram ma Phà ca quan tăng a ya cha tha tuôn hi pa quê na tăng bút thô ca run nhê na thi qua sa ya tàn ha vô tha ya pa đê na mi ga da yang ta tu ga tu Bánh cha quất gia đa dư này dê A mang ba dê si thầm ma tu Ta tô ba bu ti sâm bụt thu A nu na thầm ma đi sa năng Ma kha quân sa ni đê sê si Sẵn ta năng ác ta xịt ta căng Tê na sa thu ai vô bản tê Đề xê tu thâm mà đề xa năng Sập ba di tha pa ri sa ya Anu cam băm bi ca ta quê Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ Trời lô mọc đang nhờ ánh sáng Trổ hoa lành rải tán mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phạm thiên vẫn ngậm ngùi cẩn hoan Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dài đời Nhậm vườn lộc giá ngài dời chân sang Thiết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính dự pháp từ Đó là nhiếm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư nếp bàn Rồi từ đó mở mạng giao pháp 45 hạ gia phản toàn
một lòng chẳng thói không mòn à những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập và đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhận cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đèn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sanh Khai, dạ con xích ơi thỉnh vị nào vậy thôi tâm pháp kính mời xích lên thỉnh quý sư lên giảng nha. Thỉnh sư Đại Đức Tệ Nhẫn. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sanh Khai, dạ con thành kính thỉnh Đại Đức Tệ Nhẫn đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính thỉnh sư ạ. Dạ, trước khi vào bài pháp ngày hôm nay, một tuần nữa lại trôi qua. Bây giờ thì chúng con xin cảnh đảnh lễ chư tăng và chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi svakkhato bhagavata dhammo nam thammang namassami subbadibbano bhagavato savakasangho sangham namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành đúng theo dõi lời Đức Phật dạy, người ấy sẽ được ăn đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước tiền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là thành tựu ba la mật để nhiễu ngộ niết bàn. Phước báu do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên. Kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, kính chia đến tất cả cha mẹ hiện tiền, ông bà của quyền thất tổ, chia đến tất cả chư chúng sanh trong ba giới bốn loài, và nhất là phước báu này kính chia đến tất cả đạo Phật tử. Xin quý vị tùy hiện phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, bỏ có tính tâm nghe diệu pháp và sớm nhiễu ngộ được niết bàn lý tứ thánh đế Đức Phật dạy để chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trước khi vào cái bài pháp này thì con nói một cái câu này không để chúc quý vị quên, à con cũng quên luôn. Cái bài pháp hôm nay thì nó quan trọng nhất là nói lên cái vị tu đầu quần là ông Cấp Cô Độc và đã đắc bảy cái thánh sản, mà ở trong đó cái thí sản nó đã thành tựu cái thánh sản, và cái niềm tin nhân quả nó đã bất động. Do đó mà bất cứ cái hoàn cảnh nào thì một cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn không bao giờ có sự rời đổi tâm trí. Để nói như vậy, để chút nữa con sẽ đào để không mà nó sẽ bị mất đi cái nguồn gốc của nó. Cái chỗ mà chúng ta thường đi theo câu chuyện mà chúng ta có lời Đức Phật dạy nằm ở đâu. Pháp này. Trước khi vào cái bài này thì chúng con cũng bắt đầu chích nghĩa những cái từ vựng. Trước khi chích nghĩa từ vựng thì con đọc bốn cái câu kệ, bốn cái câu kệ của cái câu số 120 này. Phát rô pi pát sát tí pa băng gia quá phát răng ná bách chất tí giá đà giá bách chất tí phát răng át tháp phát đô phát ra lý pát sát tí. Cái được nghĩa dịch văn xuôi là người hành động thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa chín mùi. Cho đến khi việc thiện được chín mùi thì người hành thiện gặp những cái điều tốt lành. Người thiện ở đây chúng ta phải nhớ là cái người cái tâm thiện, cái tâm nó đã cái xu hướng cái thiện nó vững chắc rồi.
Và cái nghĩa của những cái từ vựng thì cái từ phát rô đó, cái từ phát rô là phát rá, là cái danh từ lam tánh. Ở đây cái câu kệ này chia theo chủ cách, nói đến người hiền thiện, nói đến người hiền lành, người làm nhiều việc thiện. Cái từ tí thì chúng ta biết rồi, tí ở đây nó là cái liên từ. Tí thì nó chỉ cho nó có nhiều nghĩa lắm. Cái từ là ở đây thì nó ngay cả hay là nó còn nhấn mạnh là gì đó. Còn cái từ papang, papang là papá đó, papá thì nó thuộc về tính từ, tính từ, tính từ. Nó chia theo đối cách, ở đây là việc xấu, việc ác, việc xấu, việc ác. Và cái từ passati thì chúng ta biết rồi, passati nó là cái động từ, nó chỉ cho là thấy, thấy, tha động từ, thấy, passati. Cái từ phát răng, phát rá thì nó cũng như phát rô thôi, danh từ trung tánh, thì ở đây lại chỉ cho những cái việc ác, việc ác. Thì nó tùy theo danh từ trung tánh, chỉ theo cái việc ác. Việc ác, việc ác, việc làm tội lỗi. Vậy là ở đây nó chỉ cho cái hành uẩn đó ha, cái hành uẩn, cái hành uẩn là bất thiện á, chúng ta phải nhớ. Và cái từ phát ra ní, phát rá thì nó thuộc về danh từ trung tánh, chia theo chủ cách, số nhiều là điều tốt lành, điều tốt lành, những điều tốt lành, những việc tốt lành. Thì ở đây nó cũng chỉ cho cái hành uẩn, hành uẩn là những nhiều những cái việc thiện, đúng không? Và cái những cái từ sau đó thì chúng ta đã được chức nghĩa từ vựng hết trong những cái bài trước rồi, nên là sư không nói ở đây nữa. Và chúng ta và ở đây thì ngài dịch cái câu kệ 120 này là người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người thiền, người hiền thấy là thiện. Thiện như thế nào mới thấy được cái nghiệp chín mùi, mới thấy được là thiện? Ở đây chính chỉ cho vị thánh Tu Đà Hoàn không còn tà kiến về nghiệp và quả của nghiệp nữa, là nhân quả. Nên là vị đó nắm chắc ở trong tay, vị đó hiểu nhân quả. Là ví dụ mình đang khổ, mình đang giàu, mình khổ như vậy, nó là do một cái quả hay một cái ác nghiệp nào đó mà đã tạo trong quá khứ. Vì đó có cái sự kham nhẫn, an tịnh, nhưng mà không có mất đi cái niềm tin đối với thiện pháp, không có mất đi cái niềm tin, cái sự hiểu biết của mình đối với pháp nữa rồi. Cái chỗ này nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Chứ còn người bình thường, kể cả những người đi vào giáo pháp của Đức Phật mà học pháp cho đến chục năm hay hai chục năm, nhưng mà nếu không có sự hiểu biết về những cái thực tại tất cả chỉ là pháp, mà luôn luôn chấp vào tôi và ta đó, thì người đó nếu mà đụng vào hoàn cảnh thì niềm tin nó vẫn lung lay và không có, không có đi trên con đường bát chánh này được. Khó lắm, rất là khó. Đó là cái bài kệ mà chúng con vừa trích nghĩa từ vựng và đọc cái nghĩa dịch biệt của cả về phần văn và phần kệ. Bây giờ thì chúng con xin
đi đến cái câu chuyện, tích chuyện của cái bài kệ này. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì được Thích Thế Tôn thuyết ra ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, và nói đến một người đệ tử tại gia vô cùng cao quý là trưởng giả cấp cô độc, và ngài là một triệu phú. Khi mà chưa gặp Đức Phật thì ngài đã có những cái hạnh lành là luôn luôn chia sớt một cái phần tài sản của mình ra để cưu mang những cái người cơ nhỡ, đói ăn, bệnh tật, lang thang, xây nhà cho họ ở và nuôi đấng ăn uống, rất là đức hạnh. Mà từ khi gặp Đức Thế Tôn thì ngài vừa làm cái việc phước của mình, nhưng mà lại vừa có lòng tin Tam Bảo và hết mực cung kính Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Và ngài đã dùng hết những cái tài sản của mình để mà xây những cái ngôi tự viện và cúng dường đến tăng chúng để phục vụ những cái lúc khó khăn, những cái tháng hạ mà chư Tăng an cư, để mà các ngài tu tập để chứng đắc những cái thánh quả. Và ông cấp cô độc thì cũng đã đắc được cái quả tu đầu quần ngay khi mà đi đám dỗ ở nhà người em. Thì người em cúng dường nghe tin như vậy thì ông đã nghe đến nói cái từ bút thá thôi là tâm của ông cấp cô độc đã rúng động và cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Và ngay đêm đó và ông đã tìm tới Đức Phật và ông đã chứng được đạo quả tu đầu quần này ha. Thì con chỉ nói sơ về như vậy. Và câu kệ này thì Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, đề cập đến ông trưởng giả Alathabindika. Và ông trưởng giả Alathabindika này thì ông đã từng bỏ rất nhiều những cái vàng bạc của mình để mà mua cái vườn Thượng Nguyễn Kỳ Đà Lâm của Thái tử Kỳ Đà, để mà thấy cái khu vườn ở rất khả ái, yên tĩnh, thanh vắng mà không khí khoáng như vậy. Và ông đã năn nỉ được Thái tử Kỳ Đà và mua được cái khu vườn đó và lập lên cái Kỳ Viên tự, là thỉnh Đức Phật thường xuyên để ngài ngự ở đó để mà thuyết giảng những cái pháp vi diệu cho dân chúng để mà thoát khỏi cái khổ đau. Thì hàng ngày ông chấp cấp cô độc đi lo ba lần phục vụ. Trước khi ông hỏi ta phải mang theo gì khi mà đến chùa, các sa di tỳ khu trẻ sẽ nhìn vào tay của ta. Vì thế mà ông không bao giờ đi tay không đến chùa. Đi buổi sáng thì ông cho người nhà mang theo cháo. Đi sau buổi điểm tâm thì ông cho mang theo các cái thứ thuốc bằng nước như là sữa chua, thục tô, mật ong vân vân. Và khi vào buổi chiều thì ông mang theo những cái chàng hoa để đến cúng dường Đức Phật, Đức Chư Tăng, rồi hương, vật hoa, vải vân vân. Thì mỗi ngày ông thường xuyên giữ giới và cúng dường. Thì một thời gian sau thì cái gia sản của ông nó cũng do một cái nghiệp ác nào đó nó khánh tận. Thì những cái người sống bằng cái nghề buôn á, thì tự tay những cái người đi buôn á, thì ông vay ông nhiều tiền đồng, nhưng mà cũng không có trả cho ông. Còn cái gia sản của ông thì 180 triệu đồng tiền vàng thô thì được chôn ở cái bờ sông thì bị nước nó phá vỡ đi và nó cuốn vào cái lòng biển cả. Và thế là từ từ thì tài sản của ông cũng bị khánh kiệt.
Ở đây chúng con xin ngừng lại ở đây và nói cái câu dạy rất quan trọng và chúng ta đi tiếp. Thì chúng ta biết là tài sản nó là một cái vật vô tri vô giác, và nó cũng bị cái định luật vô thường. Không ai có thể giữ gìn được tài sản, dầu là người đó có phước báo đến đâu. Cái định luật vô thường thì nó cũng chỉ là một thời gian rồi cái ác pháp và cái ác nghiệp nó luôn luôn xen kẽ nhau, và cái tài sản nó cũng mất đi, rồi những cái kiếp sống nó cũng thay đổi, cái tử thần nó cũng đớt, và cái tài sản nó cũng vô dụng. Dầu nó không mất đi nhưng mà cái thân này nó chết đi thì những cái tài sản ở trong kiếp này nó cũng vô dụng đối với kẻ mà làm ra nó, giữ gìn ích kỷ và chấp thủ đấy, nó chỉ làm cho đau khổ mà thôi, chứ không có giải quyết được cái việc gì trong luân hồi. Nên người trí thấy cái đó, cái chấp thủ là một con rắn độc, nên là người trí lợi dụng những cái tài sản này để mà thực hành bố thí, tạo ra những cái ba la mật để thành tựu những cái pháp ly tham. Và chút nữa thì chúng ta sẽ được biết chúng ta khổ đau vì sắc pháp mà như thế nào. Thì chúng ta biết người trí thì luôn luôn cẩn trọng với sắc pháp. Thì một thời gian sau đấy thì gia tài của ông bị khánh tận. Mặc dầu sa sút nhưng mà ông vẫn đặt bát chay tăng, nhưng không thể cúng dường những cái vật tốt đẹp và nhiều như ngày xưa nữa. Thì một hôm á, Đức Thế Tôn, Ngài biết con của Ngài rồi, nhưng Ngài đến hỏi thăm vậy thôi. Ngài hỏi rằng, này gia chủ, thế ông có cúng dường cho tăng chúng nữa, tăng chúng chưa? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, bạch Thế Tôn, con đã cúng dường đến chư tăng rồi, nhưng mà vật thực chỉ có cháo tấm và cải chua mà thôi, bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới bèn an ủi ông rằng, này gia chủ, ông đừng có buồn rằng ta cúng dường vật thực thô cạch quá, miễn là cái tâm của ông nghĩ cúng dường vật thực cao quý đến các bậc thánh nhân, nhất là Đức Thế Tôn, Đức Như Lai, thì cái sự cúng dường của ông không bao giờ thô cạch đâu. Vì Đức Thế Tôn trân trọng những cái của cúng dường, biết chư thánh tăng thì luôn luôn trân trọng những cái bàn tay tính thí mà có những cái đức tin trong sạch. Miễn là cái vật cúng dường nó được thanh tịnh, dầu là trái dưa, miếng rau, một chút cơm, chứ các bậc thánh không có cần phải những cái cung điện cao sang. Ngài sống giản dị với cái tâm từ, với cái sự thu thúc là như vậy. Và lại này gia chủ, ông đã được cúng dường đến tám bậc thánh nhân. Tám bậc thánh nhân ở đây là gì? Tu Đậu Hoàng, Tư Đạo Hàm ha. Và chính ta trong cái kiếp sanh làm vua Quý Ma Ná, trong cái thời quá khứ thì ông Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn cũng đã chỉ ra cái tiềm thân của ông Cấp Cô Độc. Và ta đã cho cái dân chúng trong toàn cái cõi Diêm Phù Đề nghỉ cày bừa trong ngày đại thí của ta, nhưng mà ta không có được cái chút tam quy nào cả. Cái sự cúng dường đến các cái bậc đáng cúng dường thật là khó làm, khó làm được như thế. Cho nên Ngài nhắc đến cái tiền thân Ngài cúng dường, nhưng mà lúc đó Ngài cũng không có được thành tựu được cái tam quy như ông bây giờ. Do đó mà chúng ta biết là chỉ có cái vị Tu Đà Hoàn thì mới thành tựu tam quy thôi.
Như vậy thì Ngài mới nói là ông đừng có buồn, ta cúng dường vật thực thô cạch. Nói rồi thì Đức Thế Tôn thuyết về cái kinh Vimana để cho ông Anathapindika nghe. Và khi ấy thì có một cái vị thiên nữ ở trong cái phòng bên gác cửa đó, thì không thể ở lại trong cái phòng khi mà Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư và Chư Thanh Văn vào trong nhà. Thì với cái oai lực của các ngài rất là lớn nên là cái thiên nữ này có cái tâm ích kỷ và nghĩ thầm, ta phải làm sao mà ly gián cái gia chủ với cái vị này để họ khỏi vào cái nhà này nữa. Và lúc gia chủ còn cái quyền thế thì ta không thể nói cái lời chi được cả. Thì bây giờ vì đã nghĩ rằng do ông cúng dường Đức Phật như vậy mà bây giờ ông thất thoát tài sản nghèo khổ như vậy thì ông cúng làm chi nữa, nghĩ như vậy. Bây giờ ông có cái tâm ly gián thì bây giờ ông ta sa sút, nghèo rồi, nghèo thì nghèo khó rồi, thì ông ta sẽ nghe theo cái lời ta. Và thế rồi vào ban đêm á, thì cái thiên nữ vào cái tư phòng của ông bá hộ với cái thần lực của mình, thì đã đứng trên hư không của nhà ông bá hộ đó, thì thiên nữ bèn hỏi, thì ông ấy bèn hỏi đó, ông cấp cô độc thì cũng có những cái thần lực và biết, thì ông hỏi là ai đứng ở đó. Thì cái vị thiên nữ này mới nói, này ông bá hộ, ta là thiên nữ ngự ở cái phòng gác cửa cổng thứ tư đến để ban cái huấn từ cho ông. Thì cái thiên nữ cứ nói đi nói lại về cái vấn đề đó, này ông bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến cái lúc chung cuộc, cho nên ông đã phung phí của cải rất nhiều trong cái giáo pháp của Sa môn Gotama Cổ Đàm. Bây giờ đã sa sút rồi mà ông còn chưa có tỉnh ngộ, dứt bỏ. Và nếu ông cứ làm như thế mãi thì chỉ vài ba hôm nữa là ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Và hãy từ biệt hẳn cái Sa môn Gotama đi để bắt tay vào cái công việc xây dựng lại cái sản nghiệp của gia đình mình. Đó là cái huấn từ của thiên nữ ban cho. Và ông ta hỏi là đó là cái lời nói của ngươi đó hả? Thì cái việc đó nói phải rồi, này ông bá hộ. Thì ông bá hộ mới nói là hãy đi đi, dầu cho 100, 1000, 100.000 người như cô cũng không lay chuyển được cái lòng ta được. Lời của cô nói không có thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong cái nhà của ta? Cô hãy đi xa khỏi nhà của cô ta ngay lập tức. Và cô này mặc cảm và bỏ đi. Thì sau đó cô vẫn thương mến gia chủ cấp cô độc vì cái tính tình rất là trong sáng, thẳng thắn. Và cô thấy nỗi lầm của mình và cô đã nhờ cái vị thiên khác và năng lĩ để cho được ở tầng nhà của ông cấp cô độc. Và sau đó thì ông cấp cô độc cũng chấp nhận. Và rồi do đã cúng dường Đức Phật như vậy, cái nghiệp ác nó trổ quả một thời gian ngắn thôi, thì không bao lâu thì vàng bạc cái của cải của ông mà ông chôn ở dưới biển thì nó cũng nổi lên, chôn nó đã nổi lên và ông cũng lấy được những cái tài sản của mình. Và những cái người mà thiếu lợ ông thì cũng trả lại cái món nợ cho ông, và gia đình ông thì lại càng tốt đẹp hơn, bởi vì gia đình ông cấp cô độc thì có tới ba, hình như xin nhớ không lầm là bốn vị thánh thì phải, có một vị là Tư Đà Hàm là con gái của ông, con trai thì Đắc Tu Đầu Quần và ông cũng Đắc Tu Đầu Quần. Thì đó là cái câu chuyện, cái câu pháp cú này nói đến cái vị trưởng giả cấp cô độc. Trước khi vào bài pháp thì chúng con lại tiếp tục nói về những cái thực tại, rồi nói đến cái câu kệ này. Vì cái câu kệ này thì quý vị cũng đã hiểu, và chúng ta chỉ nói những cái điểm thật là mấu chốt. Còn chúng ta giải trải nó ra thì nó chẳng đi đến đâu và cũng chẳng đi về đâu. Thì nó rất là vô ích và nó làm tâm tư của chúng ta minh mang lắm.
chư Đại Đức Tăng kính thưa quý vị, ngày nào cũng vậy, chỉ có những cái bóng ảnh in dấu vào nơi con mắt, và rồi nó diệt đi, rồi cái tưởng của cái lộ ý môn chúng lại ghi nhận và in dấu vào trong ý môn. Rồi những cái âm thanh nó in dấu vào tai, và tâm nhĩ thức kinh nghiệp nó, và rồi những cái tâm tiếp thu quan sát nó sanh khởi từ những cái sắc ý vật đó, nó là ý môn. Nó làm cái nhiệm vụ tưởng thì nó ghi nhận và nhớ lại những cái bóng ảnh đó, và nó in dấu vào trong lộ ý môn. Những mùi, những vị, những cái sự cứng mềm, chỉ có một chút xíu đó thôi, mà do chúng ta không có hiểu biết về các cái sắc pháp là vô chi này, mà tâm của chúng ta nó suy nghĩ, nó tưởng tượng ra hết là đàn bà, đàn ông, chư thiên, phạm thiên, rắn rùa, cá tôm. Chính vì những cái ác nghiệp, những cái suy diễn này, nó đã không chấp nhận được cái sắc chỉ là sắc, mà những cái danh, từng cái danh chỉ là danh. Do đó chúng ta đã gộp hết những cái thứ này thành cái tôi biết, tôi nghe, tôi thấy, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm. Và chúng ta luôn luôn là tưởng về những cái con người và cái câu chuyện cho những con người, tưởng về những cái con vật và những cái câu chuyện cho những con vật. Và từ đó các cái quẩn này chúng đã bị chấp thủ, và chúng cứ sanh sản muôn trùng. Thế giới này chỉ có danh và sắc, không có một cái con người nào từ vô thủy vô chung. Mà nói đến cái sự tột cùng thì cái danh từ Đức Phật cũng chỉ cho một cái pháp, đó chính là sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm được Niết Bàn mà thôi. Như vậy là chỉ có pháp hữu vi và pháp vô vi. Chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều này, chứ không là chúng ta đừng có khinh thường cái đối tượng thị giác. Ngày nào mà chúng ta xuyên thấu được đối tượng thị giác, xuyên thấu được cái thấy của cái đối tượng thị giác, ngày đó cái Niết Bàn nó sẽ hiển lộ như chúng đang là. Và nếu không hiểu được những cái này thì cũng từ đây mà trầm luân sanh tử nó vô bờ vô bến, không có cái điểm dừng. Vì những cái suy nghĩ và những cái vô minh này nó cứ tạo ra những cái hành quẩn, những cái hành quẩn, và nó cứ chấp thủ với cái tà kiến của nó. Và chúng ta luôn luôn dính mắc vào các cái sắc là đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị và dưỡng chất, mặc dầu chúng đã diệt đi rồi. Ví dụ như là chúng ta hôm nay chúng ta thấy cái màu đó, nó đã diệt đi, và chúng ta đêm về chúng ta vẫn còn tưởng nhớ và nghĩ về cái màu đó là một cái con người này, tôi thích hay tôi thương. Nhưng mà đó là suy nghĩ thôi, chứ còn cái màu nó đã diệt rồi, cái âm thanh nó đã diệt rồi, nó không còn tồn tại ở đâu nữa cả. Nhưng vì những cái chức năng của tâm này nó cực kỳ là vi tế, do đó mà chúng ta bị chìm đắm trong các cái tướng trạng của nó. Thì đủ cho chúng ta thấy được rằng là giáo pháp Đức Phật dạy quá là vi tế và rất là thâm sâu, cái thấy cái nghe là cực kỳ thâm sâu. Chính vì chúng ta bị trôi lỗi, bị chìm đắm do không hiểu được cái thấy và cái đối tượng được thấy, cái nghe và đối tượng được nghe, cái mùi và đối tượng ngửi mùi, cái ngửi mùi và cái ngửi mùi và cái mùi, do chúng ta không hiểu rõ được cái vị và cái ngửi vị, cái nếm vị, do chúng ta không hiểu được cái đối tượng xúc chạm và cái xúc chạm đối tượng. Và chúng ta từ đó nó mới, nếu mà không có đối tượng thị giác
thì không có cái suy nghĩ về đàn bà, đàn ông, không có cái tưởng về chư thiên, thần thánh, về tôi, về ta. Thì chúng ta phải luôn luôn bắt đầu và hiểu thật rõ về những cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày. Và luôn bao giờ mà tâm của chúng ta nó không quên về nó nữa, thì lúc này cái con đường tứ niệm xứ nó được hiển lộ cái bản chất thực sự. Và đạo lộ nó đi trên chính cái con đường của nó. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có trí tuệ chúng tu tập, chứ không có một cái con người nào tu tập cả. Và chỉ có trí tuệ diệt trừ phiền não, chứ không có một cái con người nào diệt trừ phiền não cả. Và chúng ta thấy Đức Phật nói đến cái ngũ uẩn này nó khổ như nào, tức là cái sắc này nó vô cùng khổ, sắc này nó khổ là như nào. Những cái người phát triển hiểu biết thì mới thấy được cái sắc này là khổ, bởi vì tất cả chúng sanh đều dính mắc vào sắc. Chính vì vậy ở đâu có sắc, ở đó có ganh tị, ở đó có võng xẻng, ở đó có chém giết, ở đó có sang tham, ở đó có biển lậu, ở đó có tà tư, tà hạnh, ở đó ở đó có tham, ở đó có tà kiến, ở đó có rất nhiều sự đau khổ, có già, có bệnh, có chết. Như vậy chúng ta đang tranh giành, tranh đấu, giết nhau chỉ vì cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị thôi, chứ không có gì khác cả. Và chúng ta tưởng tượng nó là một cái gì đó ghê gớm, là thần linh, là thượng đế. Từ đó tâm của chúng ta nó bị những cái ảo tưởng này chi phối. Do đó mà chúng ta không thể đứng lên được, làm cho trí tuệ nó mạnh lên được. Do đó mà chúng ta phải hết sức để ý cái điều này. Đừng có thấy những cái này là đơn giản. Các bậc toàn giác chỉ giác ngộ những cái điều này thôi. Điều này rất khó giác ngộ nhất ở trên đời, vì nó chỉ có những cái thực tại này thôi. Nó không còn cái gì nữa cả. Không còn cái gì nữa cả. Như vậy thì để có thể từ bỏ cái khổ thì chúng ta cần phải loại bỏ cái dính mắc vào sắc, khổ đau của cuộc sống. Và chúng ta là do sắc gây lên, bởi chúng ta dính mắc trong các cái đối tượng ngũ dục, như là màu sắc, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Tất cả những cái đối tượng này đều là nhân, là duyên của khổ đau. Mọi cái loại khổ khác nhau nó đến từ đây. Mà nếu chúng ta không biết được nó thì chúng ta sẽ chìm đắm trong tham sân si vô lượng vô biên. Và khi mà chúng ta hiểu nó chỉ là sắc thôi, nó chỉ là màu thôi, thì chúng ta không có tranh luận. Khi mà chúng ta chỉ hiểu nó là âm thanh thôi, chúng ta không có thấy ai ở trong này, thì chúng ta lấy cái gì để mà tham mà sân mà si? Do chúng ta ảo tưởng, chúng ta cho đó là một cái gì đó. Và cái câu chuyện được dựng lên chứ không có gì khác cả. Và câu nói cái điều này thì quý vị để ý, nếu mà quý vị thấy cái này thôi là quý vị học vi diệu pháp cực kỳ mau, và nó rất dễ dàng tu tập. Nếu như chúng ta không hiểu được những cái thực tại này, chúng ta cũng không bao giờ hiểu vi diệu pháp là cái gì. Là cái gì. Và từ cái chỗ này, bao nhiêu cái tà kiến, bao nhiêu cái si mê, nó được tích lũy
nó được tích lũy. Cũng vậy, thì chúng ta thấy một người ngu với người trí cũng là các căn cảnh thức đó, nhưng mà người trí khác và người ngu khác lắm, mà khác lắm. Và bất cứ khi nào mà chúng ta thấy được danh và sắc rõ ràng trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, sự chân thật, lòng kham nhẫn, sự thương yêu chúng sanh tự động nó sanh lên một cách hết sức là tự nhiên, không thể khác hơn được. Thật là một điều lạ kỳ của chánh pháp. Do đó mà ông Cấp Cô Độc đó là một người cư sĩ đã hiểu toàn bộ lời dạy của Đức Phật và hiểu danh và sắc, hiểu rõ nhân và quả. Nên đã không còn mê lầm trong nhân và quả, đã cho biết được cái con đường bát chánh và cái con đường tà đạo, và cái sự nguy hiểm của phiền não, nguy hiểm của tà kiến là như thế nào rồi. Là như thế nào đó. Do đó mà bất cứ cái chuyện gì xảy ra, đừng nói chi đến tài sản của ông Cấp Cô Độc. Dầu là mất hết và mất cả mạng sống, mà dầu lúc đó con và vợ của ông dầu không có đắc đạo, có trách móc, có biểu ông đừng có theo Đức Phật Gotama, đứng thế tôn của Ngài nữa, thì ông cũng không bao giờ nghe lời, chứ đừng nói chi rằng là cái vị mà chư thiên Phật ở đó, ngay kể cả là cho đến vợ con, mà kể cái mạng sống của ông, cũng không thể nào có ai có thể đổi rời được cái niềm tin đối với chánh pháp này. Một người đã thấy như chân như thật, thì kể cả là mất cái mạng sống này, họ nghĩ cái chết chỉ là một cái tâm tử nó sanh lên với đúng duyên của nó. Nó không phải là ai làm cho ông đó chết, và ông đó cũng không có ở trong đó để chết. Chứ đừng có nói chi đến cái chuyện mà cái tài sản nó bị thất thoát, mà biểu đánh mất đi niềm tin với tam bảo. Cũng vậy, ngày nào mà quý vị hiểu được cái đối tượng thị giác ở bất cứ phương diện nào mà chúng ta thấy không phải cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái, tôi, ta, đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, là một cái màu của tứ đại, và chúng không biết chi cả, chúng không biết nói, không biết cười, chúng không biết cảm giác, chúng không biết khổ, không biết vui, biết mừng, biết đau, biết ốm, biết bệnh. Cái mà cho đó là biết đau, biết bệnh, biết ốm đó, nó là một cái tâm, là một cái hành quẩn. Chứ cái thọ nó cũng không biết được. Cái sắc đó đẹp hay là xấu, không có. Thọ nó chỉ là thọ thôi. Nó xúc, nó duyên cho một cái cảm giác với cái đối tượng nó sanh lên như vậy thôi. Và ngày nào chúng ta hiểu cả âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh nó không có phải là ai đó, nó không biết buồn, biết vui, biết giận, biết hờn, biết sầu, biết khổ. Âm thanh nó chỉ là một loại sắc pháp.
mà nó chỉ là một cái đối tượng của một cái căn môn làm duyên cho một cái tâm nhĩ thức sanh khởi để kinh nghiệm nó thôi, và nó diệt đi. Nó không phải là ai đó. Hằng ngày mà chúng ta hiểu rõ được mùi thì nó chỉ là một cái mùi của một cái tứ đại nào đó. Với cái duyên của nó, nó có duyên gì, nó in dấu vào nơi tỷ căn. Mùi thì nó không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là vợ, là chồng, là cha, là mẹ. Nó không biết buồn, biết vui, nó không biết giận, biết hờn. Nó không có biết thọ, tưởng, hành, thức là như thế nào. Nó vô thường, nó sanh diệt. Như vậy thì bạn cho nó là như thế nào thì nó là như thế đó. Và bạn thấy được nó sanh diệt, bạn thấy được nó chỉ là nó mà thôi, thì bạn không có tham gia vào cái tiến trình suy nghĩ để cho nó là cái gì để thương và ghét nữa, thì tâm của bạn đã bất động trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái xúc, cái chạm này. Bạn sẽ không còn thương và ghét nữa. Bạn hiểu rằng thật là khổ lụy thay. Chỉ vì những cái sắc vô chi này mà thương ghét, mà lão hại, mà giận hờn, mà ganh tị, mà tật đố, mà phe phái, bè đảng. Và chúng thì luôn luôn xâm diệt và độc cư. Do cái tướng của chúng nên là sắc nó có cái tướng của sắc, thọ có tướng của thọ, tưởng nó có tướng của tưởng, hành có tướng của hành, thức nó có tướng của thức. Do vì chấp lầm cái tướng của nó mà các cái tà kiến và vô minh nó ẩn lấp. Chứ bản chất của nó đã vô thường từ lâu rồi. Từ vô thủy cho tới vô chung, chưa một cái con người nào thực thụ hiện hữu ở thế gian này cả, mà chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp mà thôi. Mọi khoảnh khắc chỉ có danh và sắc, sanh khởi và hoại diệt. Khi nào chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới thấy được cái sự khổ của danh và sắc này. Để làm gì khi mà phải lưu giữ nó rỗng không? Mà cái sắc mà chúng ta chấp thủ nó tàn ác nhất chính là cái thân quế trược mà ăn xác chết cả trăm năm này. Ăn những cái tử thi cả trăm năm này. Và ở trong đó nào là tóc, là lông, là móng, là răng, là gân, là thịt, là xương, là tủy. Nhưng mà nó cũng chỉ là những cái cứng mềm của nước tiểu, cứng mềm của phẩm, tức đái, cứng mềm của ruột già, ruột lông, cứng mềm của xương, của thịt, của tóc, lông, móng, răng, da. Nó là những cái tứ đại trong cái hình thể khác nhau mà thôi. Nó không có thuộc về ai đó hay có người nào đó thực thụ. Nó là rỗng không, không có tự ngã gì hết. Do đó một cái người mà thấy được cái tầng tuệ giác đầu tiên thôi là cái sự xả ly, lòng từ bi nó đã hiện khởi một cách hết sức tự nhiên rồi. Niềm tin tam bảo nó đã thành tựu một cách rất là vững chắc rồi. Mặc dù nó chưa chứng đạo và quả, nhưng mà cái con đường đi đến cái trí tuệ đã được thực chứng lời Đức Phật dạy. Lúc đó người đó hiểu Đức Phật là ai và ở đâu. Và người đó thấy như chân là lời Đức Phật dạy, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Người đó thấy Như Lai.
học luật, học vi diệu pháp. Đừng để cho ngôn ngữ nó giết chết mình, mà phải hiểu lời Đức Phật dạy. Ngài nói cái đó về cái gì? Phải hiểu nó từng chi tiết một. Phải hiểu xem cái thấy này nó có phải là vi diệu pháp không? Và cái thấy này có lời ở trong kinh điển Đức Phật có dạy không? Và trong tạng luật Đức Phật có nói về cái thấy hay không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy được tam tạng kinh điển chỉ về cái khoảnh khắc này mà thôi. Và chúng ta thì luôn luôn quên về khoảnh khắc này. Nó rất dễ là mau quên. Vô minh và tham ái luôn luôn đẩy chúng ta ra khỏi những cái thực tại chân đế này. Mặc dầu chúng cũng là thực tại, nhưng bản chất của chúng là che mờ. Thì nó mới sanh khởi. Như vậy khi một người đã có cái niềm tin vững chắc vào lời Đức Phật dạy, nội như một cái tầng tuệ giác về thực tại thôi, thì nói chi đến ông Cấp Cô Độc, một vị cư sĩ đã chứng đắc được cái quả tu đầu hoàng. Thì niềm tin đã bất động rồi. Và cái câu kể ở đây thì Đức Phật dạy là người hiền thấy là ác. Ở đây thì có dạng hai cái dạng người hiền. Một cái bậc hiền là hiền thánh nhân, và hiền là hiền phàm nhân, không có rõ nhân quả lời Đức Phật dạy. Thì cái người hiền thiện này, nếu mà ở đời họ làm nhiều cái việc thiện, việc lành, nhưng mà đùng một cái ác quả của nghiệp trong quá khứ, do trầm luân sanh tử thì ai cũng tạo những cái nghiệp ác. Do đó mà cái quả nó trổ đến cái gia đình của họ. Ví dụ như là con cái của họ bị què, bị cục chân, bị gãy tay, bị cán chết, nhà của họ bị cháy, tài sản của họ mất hết, mà trong khi đó họ giúp đỡ rất nhiều người bệnh như ung thư, nghèo khổ. Thì như vậy họ mất hết cái niềm tin. Thì chúng ta thấy cái bà Rai David, thì chúng ta đã biết một cái người mà nghiên cứu Phật học lỗi lạc. Nhưng mà khi mà con của bà mà đã bị cái tai nạn giao thông chết, thì bà đã không có, bà sầu khổ, bà còn không có tin vào giáo pháp Đức Phật, và bà đã trở lại với cái đạo xưa kia của bà. Thì chúng ta thấy được rằng là cái người hiền khi mà thấy ác, ác quả thì không thể chịu được nó. Còn ở đây các bậc thánh nhân đó, khi các ngài hiểu được từng cái khoảnh khắc chỉ là pháp do duyên mà chúng sanh khởi và chúng diệt đi, không có ai và không có một tự ngã nào cả, và không có gì thay đổi được chúng cả. Dầu là Đức Phật đi chăng nữa thì ngài vẫn ăn cỏ lúa của ngựa khi mà cái duyên nó tới. Không phải Đức Thế Tôn bậc toàn tri diệu giác mà tránh được cái nghiệp và quả của nghiệp, mặc dầu ngài là đấng toàn tri. Và bất cứ ai cũng vậy, người đã hiểu được pháp Đức Phật rồi thì họ không có thay đổi
Đó là một cái hải đảo vững chú rồi. Giữa cái biển đời trầm luân này không gì thay đổi được họ cả. Sự kham nhẫn, nó có đầy đủ sức mạnh khi mà một người đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Dầu là cái chết có đến bằng cái sự chém, sự giết, nhưng mà cái bậc tu đầu hồn cũng không có ý sát hại lại nữa rồi. Còn nói chi đến cái sự nghèo khó của cải đó, không có chuyện đó. Và hơn nữa, bậc tu đầu hồn thì đã có được 7 cái thánh sản, mà nhất là ở đây có cái thí, nó đã trở thành thuần thục rồi, thì không thể nào cái việc đó mà lại có thể ngưng cái việc mà bố thí cúng dường đến tăng chúng được. Dầu là nhà của họ cạn kiệt đến mức độ nào thì họ vẫn thế, mà có của một chút ít thì họ vẫn cứ là tôn kính chư tăng và bố thí cúng dường mà thôi. Do vậy mà Đức Phật dạy cái câu kệ này để nói lên cho chúng ta biết được người con của Đức Phật là như vậy đó. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Người hiền thấy là thiện. Và qua cái bài pháp này thì chúng con gửi đến chư tăng và quý vị đó là những cái trích truyện mà ở đây nhấn mạnh đến là cái vị thánh tu đầu hồn thì đã hết tà kiến và nhân quả đã được thẩm thấu, hải đảo tự thân đã có chính là vật quả. Và hơn nữa ngài còn đạt được 7 cái thánh sản mà trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, rồi ngài đã hiểu về nhân quả. Và cái câu người hiền thấy là ác ở đây thì nói lên cái nghiệp và quả của nghiệp. Dầu là cái người đó trong đời này làm rất nhiều việc hiền thiện, nhưng mà cái ác nghiệp trong quá khứ nó vẫn cứ có thể cho quả. Nói lên cái sự mà cái người mà vững vào cái niềm tin nhân và quả. Và thời pháp ngày hôm nay chúng con xin trình bày ở đây, giờ thì đã hết giờ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư tăng, nhất là Đức Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Thiên Nhân, Atula, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý tăng đạt tấn hóa lâu dài và sớm hiểu ngộ bàn đồng thầy. Con người là nhân là